Sau khi nghe thông tin về bão lũ xảy ra ở miền Trung, thì ca sĩ Đỗ Minh Quân đã có ngay ý định muốn ra ngay ngoài miền Trung, nơi mà những người dân đang bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, để hỗ trợ họ ngay lập tức. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng lắng nghe buổi tâm sự, trò chuyện, phỏng vấn của KV dành cho ca sĩ Đỗ Minh Quân. Hello, chị chào em. Hello, chị ca sĩ KV. Hello chị. Ừ, chị em chào đây. Em. Ừ, rất là vui là ngày hôm nay được gọi cho em. Tại vì bữa giờ chị cũng rất là muốn nói chuyện với em. Nhưng mà nghe nói là em đang là bận rộn đi phát quà từ thiện. Cho nên là thôi để cho em làm xong hết việc. Rồi chị mới gọi cho em đó. Trước hết thì em cũng rất cảm ơn chị đã có sắp xếp một cái buổi phỏng vấn với em như vậy. Thứ nhất, thứ hai là em cũng gửi lời chào đến quý vị khán giả của kênh truyền hình và Bosa TV. Cảm ơn chị ca sĩ KV rất nhiều. Dạ, chị có thể hỏi đi em sẽ sắp xếp trả lời cái câu hỏi của chị. Rồi, những câu hỏi thì cũng xoay quanh cái vấn đề mà làm việc từ thiện của em đó. Thì trước tiên mọi người cũng muốn biết được em là ai, em có thể giới thiệu một ít về bản thân của mình được không? Dạ rồi, thứ nhất thì là em hiện tại bây giờ đang là ca sĩ, em đang là ca sĩ tự do, cũng là diễn viên, chuyên hát về dòng nhạc trẻ, dance, ballad và cái dòng nhạc chủ yếu là sôi động. Vừa rồi thì em cũng có chuyến lưu diễn tại Cali chung với cả anh em văn nghệ sĩ tại Mỹ. Hiện giờ em đang hoạt động chính tại Việt Nam. Tại vì cũng lâu rồi là cái lúc mà dịch nổ ra thì lại không có thể bay được nhiều nước để có thể đến gặp gỡ các quý vị khán giả ở nhiều nước, nhất là ở Mỹ. À đúng rồi, chị nhớ mà có đợt chị quen biết em là nhờ chị gặp em bên show hát bên Cali đó. Em là một người rất là trẻ trung mà rất là ấn tượng, cho nên là ngay lần đầu tiên mà chị gặp em là chị đã có thiện cảm với em rồi. Và không ngờ là sau này thì chị em mình vẫn giữ liên lạc với nhau trên Facebook, cho nên là chị mới biết được là em vừa có một chuyến đi từ thiện ở miền Trung đúng không? Dạ đúng rồi chị, em vừa về ngày hôm qua, tôi tội nghiệp dân miền Trung mình lắm chị à. À, em cho chị biết là em đi với lại đông người không, hay là phái đoàn của em bao nhiêu người, hay là một mình em như thế nào? Vâng, vừa rồi thì em đi chung với lại các bạn là nhân viên đồng cốt của công ty bên tập đoàn MQ Group bên em. Thì cũng không giống như chị là vừa rồi khi mà về Việt Nam trong cái mùa dịch rồi, em cũng có hoạt động kinh doanh nhiều mảng. Thì MQ Group là một tập đoàn chuyên về kinh doanh các mảng về làm đẹp, bất động sản, mỹ phẩm. Thì các bạn đi chung với em là chủ yếu là để hỗ trợ trong cái việc tiền nguyện vừa rồi. Thì chủ yếu là mình đến trực tiếp để mình có thể mình trao tận tay và mình thăm hỏi, mình hỏi thăm những cái cụ già mà đang mắc kẹt ở cái vùng tâm lũ ấy chị. Tại vì giống như em nói là tại sao phải là cụ già, tại vì không hiểu sao mà mình đi cái chuyến này là mình về mình rất là bồi hồi. Tại vì chủ yếu là những người mắc kẹt là toàn là người lớn tuổi và trẻ em, còn những người mà có sức khỏe thì là lại có thể là họ đi làm ở xa hơn. Thì những thời điểm mà lũ ùa tới thì họ lại ít có những người trẻ tuổi họ có mặt ở đó để hỗ trợ cho người già và trẻ em. Thành ra là lý do tại sao mà có nhiều cái tình huống mà rất là nguy hiểm khi mà lũ ùa tới thì các ông các bà đâu có trở tay kịp, vậy các cháu nhỏ cũng vậy. Tức là theo như chị biết đó, thì thường thường những cái tỉnh mà ở miền quê như vậy đó, thì những thanh niên trẻ trẻ kiểu như giống như là của tuổi chị em mình đó, thì là đi lên Sài Gòn làm việc hết rồi đúng không? Cho nên là ở dưới quê là chỉ còn có ông bà giữ cháu giùm thôi. Cho nên là khi mà lũ kéo tới đó, thì là theo như em diễn tả là những ông bà già, cụ già với lại những đứa bé là nó mắc kẹt nhiều nhất đúng không? Dạ chính xác là như vậy chị, mình phải mình cũng không nghĩ là nó lại có những cái cảnh gì nó đau lòng như vậy. Tại vì nếu như mà có những người đàn ông hoặc là những chị phụ nữ nói chung là trẻ trung như là mấy chị anh chị em mình á, thì là cái việc nó phòng chống lũ nó sẽ chủ động hơn và nó sẽ an toàn hơn. Nhưng lần này thì toàn là người lớn tuổi và trẻ nhỏ không, thành ra là mình rất cần mình tiếp tới liên thực và tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết thật là nhanh. Như vậy thì những cái nhu yếu phẩm mà em mang đến cho họ là những món gì em? Cái chuyến đi vừa rồi của em á, là tại vì nó cũng gấp quá, em nhận được tin chừng đâu khoảng 2 ngày thôi là em bàn với công ty là nói là không kịp rồi, bây giờ kể cả 1 ngày 2 ngày trôi qua mà đủ nói cái vậy hoài thì là người ta sẽ không có gì để ăn cả. Thì mình đầu tiên là ưu tiên đó là thức ăn thì bây giờ là đề xuất đó là
mì gói và bánh mì. Và một cái nữa thì khi ăn thì mình cũng biết là họ sẽ bị khát nước, thành ra là nước suối và thuốc 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 cảm, thuốc đau bụng, thuốc này rõ, nói chung là thuốc thì lại chuẩn bị không được nhiều. Thì mình đi bằng 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 máy bay, tụi em đoàn tụi em đi bằng máy bay coi như là bàn đoàn cái xe để mà chở hàng hàng hóa vào đâu đó, đó thì lại đi đi bằng 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 xe tải lớn. Thì tụi em chuẩn bị chủ yếu là lương thực trước, lương thực nước uống trước, và kèm theo những cái nhu yếu phẩm thì thuốc thang này nọ kia. Tức là hàng hóa thì đi bằng xe tải, đi ra Đúng theo rồi. đường xe tải, còn tụi em thì bay bằng máy bay đúng không? Dạ, chính xác. Rồi bây giờ mọi người có thể nhìn trên màn hình sẽ thấy được cái sự chuẩn bị của Đỗ Minh Quân đã chuẩn bị sắp xếp những cái hàng hóa lên trên xe tải rất là gọn gàng và cũng rất là nhiều món như vậy để mà chuẩn bị cho xe rời Sài Gòn đi tới những cái nơi mà Đỗ Minh Quân sẽ sắp sửa đi. Mọi người có thể nhìn thấy là những cái hình ảnh rất là xúc động, là bởi vì tất cả những người mà đang là thiện nguyện đều là những người rất là trẻ tuổi và họ luôn luôn có một cái trái tim hướng về đồng bào miền Trung. Và bây giờ cho chị hỏi tiếp là khi mà em bay ra ngoài miền Trung đó thì em đã chọn địa điểm nào tới đầu tiên? Khi ra miền Trung là em chọn ngay một cái xã ngay Thừa Thiên Huế. Tại lý do sao em lại biết cái địa điểm đó là tại vì em có một vài bạn là nhân viên công ty có nhắn là anh ơi, nếu như anh có đi thì anh ráng anh sắp xếp tới cái xã đó ngay ở Huế, tại vì là hiện tại bây cái thời điểm em đi lại là quản trị nó lại chưa có gặp nhiều. Thành ra là khi mà em tới là em ưu tiên em cứu hộ cho những cái hộ dân mà đang gặp lũ lớn ở ngay cái khu vực miền Huế trước. Rồi sau khi mà đi xong ở khu vực Huế là tụi em lại tiếp tục em khăn gói em chuyển hàng cho dùng từ là dân địa phương á, dân bản địa để mà họ họ sắp xếp họ chuyển thêm hàng tiếp tế để lên quản trị. Thì thật sự thời điểm đó là đi lên quản trị mà với những cái lực lượng như rất là mỏng như tụi em thì lại thiếu kinh nghiệm và lại 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 cũng không lường trước được là mình sẽ gặp những cái tình huống gì, thành ra là thôi ưu tiên là những cái cán bộ công binh hay là dân địa phương hoặc là ủy ban chính quyền đó mình sẽ chuyển một phần chuyển qua qua đó và cử một vài người đại diện bên công ty đi theo hỗ trợ. Từ Huế qua Quảng Trị là em đi bằng phương tiện gì? Dạ đi bằng xe chị. À, đi bằng xe. Từ Huế qua Quảng Trị là đi bằng xe. Xong rồi khi mà em tới Quảng Trị là em lại bắt đầu em lại có sẵn lương thực, quà để mà phát tiếp cho những người dân ở Quảng Trị đúng không? Đúng rồi, cái ấy là mình chuyển hàng khi đi á, là em chuyển ra 4.000 thùng mì cùng với bánh mì và nước suối, thành ra là khi mình phát ở bên Huế là mình cũng còn dư một phần, mình ra đó mình tiếp tục mình mua thêm ở những cái tiệm tạp hóa gần đó để mình tập kết lại mình tặng thêm, cũng không đủ thời gian để mà chuyển thêm hàng ra, cũng vì một phần là ngày 25 mà tại thời điểm đang ở đó là mình nghe tin là cơn bão số 8 đang chuẩn bị đổ bộ vào 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 miền Trung nữa, thành ra là mọi người rất là lo. Tức là trong lúc mà phát quà là cũng biết được tin tức là sẽ có cơn bão khác đổ vào, cho nên là mọi người ráng tranh thủ làm cho xong sớm đúng không? Dạ chính xác chị, rất là nguy hiểm, mình cũng không chủ quan được. Đúng rồi. Nhưng chị có nghe em nói là em có phải chèo xuồng, chèo ga vô tới tận nhà người dân để mà phát quà đúng không? Trời, cái đó là một cái trải nghiệm em nghĩ là bất cứ ai mà khi mà được một lần như vậy là sẽ không bao giờ quên. Tại vì thực sự ra là nếu như mà mình không tiếp cận được những cảnh đó thì mình sẽ không hiểu được là ở trong đó nhà cửa người ta khi mà nước nó ngập lên nó nhìn nó tội như thế nào. Tại vì tại đa phần như em đã nói chỉ là người lớn tuổi và trẻ em thì họ bị bỏ ra vậy cũng tội lắm, nên là mình cố gắng mình chăm có sức mình tới đâu thì mình tiếp cận được tới đó. Mà những cái nhà mà em tới á, thì nước ngập tới như tới đâu em? Khoảng bao nhiêu mét? Khoảng nửa nhà chị, khoảng nửa nhà, Ngập nửa nói chung nhà. là ngang lưng á, ngang lưng á. Tức là tất cả phương tiện là lúc tụi em đi là chỉ được chèo xuồng, chèo ghe thôi. Chỉ được tới đó thôi. Còn khu vực ngập trũng, những khu vực mà rốn lũ á thì tụi em lại không không thể tiếp cận được. Thì khu vực đó nó rất là khó khăn, tại vùng nó có vùng nước xoáy và mình cái phương tiện mình nó cũng thô sơ nữa, mình cần phải những phương tiện nó tốt hơn và phải có tổ chức nó chỉnh chu hơn. Như vậy mỗi lần mà em đi một chuyến hàng vô như vậy á, thì đâu có chở được nhiều hàng, tại vì cái ghe nó cũng nhỏ mà đúng không? Dạ mình chia ra nhiều ghe chị, mình chia ra nhiều những cái ghe nhỏ nhỏ nhỏ
rồi mình phân ra mỗi khu vực là mọi người sẽ tiếp cận ở cái ví dụ như là cái ngõ nào đó rồi cái dãy đó mình đi đi sâu 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 vô tới lúc mà nó hết đi rồi thì mình rút ra và tập kết rồi trở lại. Và bây giờ thì mọi người có thể nhìn ở trên màn hình sẽ thấy lướt qua rất là nhiều hình ảnh mà Đỗ Minh Quân cùng với lại các bạn ở trong nhóm đã đưa những phần quà bằng ghe xuồng, tức là sử dụng cái phương tiện bằng ghe xuồng để đưa tới tận tay cho những cái người dân ở phía bên trong mà họ bị cô lập ở trong biển nước. Cho nên là tất cả những cái phương tiện mà Đỗ Minh Quân dùng để mà giúp cho đồng bào trong cái thời gian đó là hoàn toàn là bằng ghe xuồng hết. Nhìn rất là thương tâm là bởi vì những cái hình ảnh mà như Đỗ Minh Quân chia sẻ là cũng không có thể tưởng tượng ra được, chỉ cho khi nào, tới khi nào mà mình đích thân mình tới và mình có thể nhìn được thì mình mới có thể cảm nhận được những cái sự thiếu thốn, những cái lo lắng, những cái hoang mang, lo sợ của những cụ già cũng như là của những trẻ em nhỏ. Và bây giờ thì cho chị hỏi tiếp, câu hỏi kế tiếp là khi mà em mang quà đến cho những cụ già và những trẻ em nhỏ đó thì họ đã bị cô lập bao nhiêu ngày rồi? Khi em đến là họ có những cái hộ dân ở nằm vùng sâu á, là họ đã bị cô lập từ 5 cho tới 7 ngày rồi. Wow. Và ngay thời điểm mà bão ập vào là họ đã họ đã bị tách biệt ra khỏi với cái khu trung tâm, là đã những cái lương thực đồ ăn dự trữ bên trong là chỉ để đủ để cầm cự thôi. Tức là khi mà đoàn của em vào là coi như là tiếp tế ngay lúc mà họ cần đó ha. Dạ đúng rồi chị. Mình đi cũng khá là rất là sớm, thành ra cũng rất đúng thời điểm. Như vậy là ở trong đoàn của em đi là có thổ địa đúng không? Có người họ biết khu nào mà cần nhất đúng không? Có dân bản địa. Có dân bản địa. Mà em liên lạc với dân bản địa như thế nào mà em biết được chính xác là cái khu đó đang là cần? Đó là một bạn nhân viên công ty chuyên kinh doanh cái thương hiệu mỹ phẩm bên mình. Nói chung là công ty của em thì cái thương hiệu từ Bắc tới Nam là mỗi một vùng miền em có một cái giám đốc phân đại lý ở khu vực đó. Sẽ sự việc như vậy thì các bạn update liên tục, thậm chí là người thân bạn bè ở khu vực ngập lũ họ còn up lên Facebook, họ inbox riêng đó là chị ơi, anh ơi, em đang ở vùng này, chỗ này, xã này, huyện này, giúp em với, mấy ngày rồi em chưa có được có đồ ăn, em chưa có nước uống, cả nhà em bao nhiêu người đó. Mình đọc những cái tin đó mình rất là thương, mà thật sự là để đi vào được cái khu vực đó không thể nào mình làm bằng cá nhân của một người dân như mình được, phải có những cái phương tiện chuyên dụng để mà tiếp cận vùng sâu thì mới được. Đúng rồi, rất là buồn trong cái việc đó. Cách đây mấy năm chị cũng đi cứu trợ lũ ở miền Trung á, thì cũng phải đi với lại dân bản địa đó, chứ một mình không có biết đường xá như thế nào, cũng chèo ghe, chèo xuồng. Cho nên là những cái trải nghiệm mà em kể cho mọi người nghe bây giờ là chị cũng đã trải nghiệm qua rồi, rất là thương tâm, mấy năm chờ được mà vẫn còn y chang những cái hình ảnh ở trong cái ký ức của mình. Cho nên là chị nghĩ là sau khi những cái chuyến từ thiện như thế này đó thì em sẽ có những cái kế hoạch tương lai nhiều hơn cho những cái chuyến từ thiện trong tương lai, phải không? Đúng rồi chị. Người ta nói như thế nào? Đầu tiên là mình xuất phát điểm là từ tâm. Khi cái sự việc xảy ra thì nói chung là cũng một phần may mắn là dân bản địa, là những cái nhân viên của mình họ có báo là đem các tình huống rất là khẩn cấp rồi. Bây giờ mà chờ mà đợi mà phải trình báo này nọ này kia là người ta chắc con người ta chết hết. Mệt lắm. Đó là tụi em mới gấp rút. Có thể nói chị đơn giản là hôm nay quyết là hôm sau là có mặt á. Vé bay anh bút cũng nhanh và quy động hàng hóa ở trong Sài Gòn thì nó cũng rất là gọn gàng. Quá chứ là nhiệt tình. Tải đấm xe một ngày một đêm là có mặt qua buổi chiều hôm ấy là có mặt tại Huế liền. Wow, như vậy em là thuộc thành phần là cái phái đoàn mà gọi là tiên khởi đầu tiên để mà vô giúp đồng bào đó ha. Em nghĩ là cũng sau chị đi Thủy Tiên 1-2 ngày gì đó cũng rất là nhanh. Nhưng mà chị nghe em kể như vậy thì chị cũng có thể biết được là cái sự mà nhiệt tình của em và cái tấm lòng của em nó bao la lắm. Nói một cái là làm liền, quyết định liền chứ không có cần phải suy nghĩ nữa. Bởi vì em cũng có thể là em đã nghe và đọc được những cái tin nhắn của những người mà ở trong vùng lũ. Họ diễn tả về những cái mà họ đang là bị gặp khó khăn đúng không? Cho nên là em mới sốt ruột như vậy đúng không? Dạ chính xác là như vậy đó chị. Thì đó, những cái hình ảnh mà mọi người cũng vừa thấy sơ qua là phái đoàn của Đỗ Minh Quân là cũng đi ghe, đi xuồng tới tận nơi phát quà cho từng cụ già, từng em nhỏ. Đó là những cái hình ảnh mà chị nhìn lại chị cũng rất là xúc động và
chị cũng không ngờ là bây giờ lại có những cái gọi là ông tiên, ông bụt giống như em vậy đó. Dạ chị nói vậy em cũng ngại quá. Thật sự thì mình, bản thân mình là trong khả năng của mình là mình có thể giúp được gì cho đồng bào của mình ngay thời điểm họ cần. Thì mình cũng không mong việc, mình không mong gì. Mình chỉ là, chỉ muốn là cái việc của mình giúp là nó vừa kịp thời trong cái sự mong đợi của người dân, giúp được người dân tới đâu thì là mình hạnh phúc tới đó thôi, chứ mình cũng không có mong được là gì hết trơn cả. Cái chị hỏi một cái thắc mắc như vậy này là khi mà em mang đồ ăn vô cho họ đó thì họ có yêu cầu, họ có xin đi ké mình ghe xuồng đi ra ngoài không, hay là họ vẫn tiếp tục chịu đựng ở trong nhà? Họ vẫn tiếp tục ở trong nhà. Cái hay là chỗ đó đó, tại nhà của nhà dân miền Trung là sống chung với lũ rồi. Nếu như mà ở những cái khu vực mà nó sâu hơn nữa, em nói ví dụ là ngập lên tới nóc nhà, nó nằm là cái khu vực mà nằm chủng bên trong á, thì là dân quân bộ đội rồi chiến sĩ là phải đưa ghe đưa xuồng để cứu người dân ở trong đó ra. Còn ở đây thì là người dân người ta vẫn bám trụ lại trong nhà, tài sản kiểu như là không muốn giữ lại tài sản của họ, hay là họ thế nào đó, em cũng không nói, nói chung là họ cứ nhận hàng xong họ quay về với nhà của họ thôi. Vậy đó. Mà có bao giờ mà em bị gọi là em mang hàng vô mà em bị thiếu không? Tại vì cái số người xin đông quá đó, em bị thiếu không? Thật sự thì thiếu thì chắc chắn là có rồi chị. Tại vì mình phát một hồi là mình cũng bị choáng luôn, mình cũng đâu có nhận diện được như nào đâu. Thì khi mà phát tại nhà thì là mình đã mặc định được là trong nhà nó bao nhiêu người, là một người dân muốn gì đó rồi. Nhưng mà khi mà mình tập trung về ủy ban để mình quy động dân tới á, thì nếu như mà hết quà thì em chuyển cái phương án hai là mình hỗ trợ hiện kim. Một bao tư là 500.000, như vậy thì mình với tiêu chí là nếu như mà họ có cần gì thì họ có thể sử dụng cái số tiền đó để họ mua sắm, để họ sử dụng trong lũ và trong lũ. Như vậy cũng rất là hay. Tức là chị cũng có thể là một số người thắc mắc đó, là ví dụ như là mình bị phát sinh đó, thì những cái phần quà phát sinh thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì em nói là những cái phần quà phát sinh mà không biết trước được mà bị thiếu á, thì em trao tiền cho họ luôn. Như vậy thì người nào đến như gặp em là cũng nhận được quà hết đúng không? Nói chung là trong cái phạm vi mình tiếp cận thôi, chứ về cái sức như một cái nhóm thiện nguyện như tụi em thì khó có thể mà tiếp cận được rất rất là nhiều người. Thì trong cái phạm vi tụi em, một phần là mình cũng lo là mình cố gắng mình tiếp xúc càng nhiều người càng tốt, và tới tối là mình buộc rồi mình phải tranh thủ là với ba mình về. Tại vì nếu như delay được thêm một ngày hoặc một đêm nữa, nhiều khả năng bão đổ bộ vô thì mình làm mất kẹt cái đó thì lại mệt. Đúng rồi. Tại vì như vậy nè, chị có thắc mắc á, là làm sao mà em có thể em biết được là em đã trao cái phần quà đó, phần tiền đó cho cái người đó rồi, nhỡ rồi gia đình của họ có một người khác họ lại ra họ nhận thêm, tức là một gia đình nhận tới mấy phần quà, em có bị như vậy chưa? Trời, bị hoài chứ. Nhưng mà thật sự trong cái trường hợp mà mình đi tới tận nhà thì mình cũng chỉ có một nhà, chỉ một người ra nhận thôi. Họ bị bỏm rồi nhận xong, họ bị bỏm rồi đi vô lại. Còn mà ra xã nhận người thì khác là có phát phiếu rồi có kêu tên, thì chắc cũng có lẽ là một vài người mà có dư hơn thì cũng em cũng không để ý lắm. Tại thật sự là trong cái tâm mình là chỉ có cố gắng mình phát được càng nhiều người càng tốt thôi, cũng không để ý lắm. Đúng rồi. Không, tại vì trong những cái chuyến đi chắc chắn là cũng sẽ có những cái người mà họ cũng cái tâm họ không có được tốt á, cho nên là họ cũng ăn gian. Chị có gặp trường hợp đó mấy lần rồi, nhưng mà mình cũng phải nên cẩn thận, tại vì mình cũng không có muốn cho họ có cái cơ hội để mà họ ăn gian như vậy, biết không? Cho nên là theo như em nói là khi mà mình ra tới xã đó là mình phát phiếu, người nào có phiếu thì mới được nhận, đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là mình sắp xếp từ trước. Tuy nhiên cũng không hẳn là có phiếu nữa. Một hồi nữa em thấy cũng lộ xà gầu lên hết trơn, trời ơi. Khi người dân ta bu lại anh có, ông có, bà có, tôi chưa có, rồi bắt đầu là một hồi đã biết chưa có thì phát xong muốn biết là phát rồi chưa nữa họ đó là có những tình huống cũng bị lộn xộn như vậy ha. Nhưng mà thôi thì mình làm bằng cả cái tâm rồi, người nào mà họ có cái ý mà họ muốn ăn gian mình thì thôi, để cái đó để trời tính đi, chứ mình cũng không có băn khoăn lắm. Chị cũng nghĩ tại vậy, ok, không có băn khoăn. Tại vì có một số khán giả họ cũng hay thắc mắc á, cho rồi không biết có tới tay người dân không, thì bây giờ mọi người coi là đã tới tận tay rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là được một cái là mình phát trực tiếp cho người dân. Còn khi mà mình giao qua một cái tổ chức hay là cho bên ủy ban để mà họ tự họ sắp xếp thì cái việc đó mình cũng chẳng biết là nó tới đâu, nhưng mà thôi tốt hơn là mình cứ có mặt đi.
Tại vì dù gì mình cho ai, mình gửi ai thì mình cũng thấy được cái người dân họ nhận cái niềm vui trên gương mặt của họ, cũng là một cái phước đức của mình tiếp nhận được. Hay quá. Chị rất là cảm ơn em đã chia sẻ những cái kinh nghiệm trong chuyến đi, cũng như là kể những cái câu chuyện rất là thật cho mọi người cùng nghe. Chị rất là mong rằng một ngày nào đó chị và em cũng sẽ có những cái dịp để mình đi làm từ thiện chung với nhau. Tại vì mình cùng chung lý tưởng, cùng chung chí hướng thì mình sẽ có những cái công việc rất là hữu ích để mà giúp đời, giúp người. Dạ chị, em rất là cảm ơn chị đã quan tâm đến chị và những người cộng đồng người Việt mình sống ở Mỹ, đã quan tâm đến người dân miền Trung mình trong thời điểm này. Thật sự thì bây giờ là cả nước và cộng đồng người Việt mình ở nước ngoài cũng đều một lòng hướng về miền Trung, ruột thịt của Việt Nam mình. Dạ, em rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, chị cảm ơn em nha. Rồi, chúc em sức khỏe và chúc em cái công việc kinh doanh sẽ ngày càng phát triển hơn. Một ngày nào đó thì trong tương lai chắc chắn chị sẽ có một cuộc phỏng vấn riêng với em về cái mảng kinh doanh của em để thấy được cái tài năng của em như thế nào ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Hello mọi người, đây là lô mì gói để chuyển ra ngoài Huế viện trợ cho đồng bào đang bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Thì bây giờ là mình đang có 3 xe tải, bây giờ mình tập trung mình gom lại khoảng 2 chiếc để mình chuyển khoảng 3-4 ngàn các nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển ra Huế nha. Mình đi ra đây. Đó, anh phải nói đó. Chắc chắn nhẹ nhẹ gọn nha mọi người. Cái này là cứu trợ được tới đây, anh đi lại đây. Nghĩa tình đồng bào, tinh thần tương ái, những lúc hoạn nạn đau thương thì mặt buồn ấy lại tuôn trào mạnh mẽ trong mỗi con người Việt Nam chúng ta. TV tin rằng trong thời gian này, bất cứ ai cũng sẽ có mỗi cách khác nhau để giúp đỡ cho đồng bào miền Trung. TV xin cảm ơn quý vị đã đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của Quốc gia TV. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.